Apple vừa chính thức phát đi thư mời sự kiện ra mắt iPhone 14 series. Trong video lần này, hãy cùng mình khám phá xem thư mời này có gì hấp dẫn nhé. Đầu tiên thì hãy cùng mình xem thiết kế của thư mời này như thế nào nha. Thư mời lần này là một logo Apple được cách điệu nằm ngoài không gian với xung quanh là những ngôi sao sáng. Phía dưới có thang lai là pha ao. Thời gian diễn ra sự kiện vào lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ Mỹ và 00 giờ ngày 8 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tiếp theo thì hãy cùng mình xem thư mời của Apple chứa những ẩn ý gì về các tính năng mới trên iPhone 14 nhé. Thứ nhất, dựa vào hình ảnh bầu trời tối và những ngôi sao lấp lánh xung quanh trên thư mời, có thể đoán rằng tính năng Always On sẽ được xuất hiện trên iPhone 14 Pro và Pro Max. Thứ hai, trên thư mời có khẩu hiệu Far Out, gợi ý rằng điện thoại có thể chụp ảnh các vật thể không gian ở xa nhờ trang bị hệ thống camera có khả năng zoom xa và tối ưu khi chụp ảnh bầu trời ban đêm. Thứ ba, với hình ảnh toàn màu đen với đường viền của logo Apple ở giữa, nó dường như gợi ý cho thiết kế đục lỗ dạng chữ Y trên iPhone 14 Pro và Pro Max. Các bạn thấy thư mời của Apple còn chứa những tính năng gì mới nữa thì hãy comment xuống dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.